Xin chào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quyển truyện Kiều Đối Chiếu của Phạm Lan Quế. Và ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu hồi thứ 13 của quyển Kim Văn Kiều Truyện, tức là quyển tiểu thuyết chương hồi ở bên Trung Quốc. Hồi 13, tình khổ biệt ly, hôn nội dứt, lòng ghen sâu sắc, chẳng hề vô. Nhắc lại thúc ông Thái Quan Phụ sự cho Thúy Kiều được cùng thúc sinh bệnh viện cách làm thu phụ, không làm cách nào được nữa, nên khi về nhà đành phải theo lời Quan Phụ, giấu kín việc đó không nên cho gia nhân biết một mảy may. Hôm sau, thúc sinh cùng Thúy Kiều vào lại chào thăm phụ. Thúc ông rằng, này chị hai, không phải vì ta hẹp lượng, chỉ sợ chị cả nó chẳng bao dung đó thôi. Thúy Kiều, thưa cha, con đây chị biết làm hết bổn phận lễ dưới, ví dụ chị ấy có ngược đãi thì con hết thảy thuận theo mà thôi. Thúc ông rằng, con nói phải đấy, nhưng nếu con không về bên vô tích, chẳng nhà cả cũng ai biết được và chẳng làm được gì con đâu. Thúy Kiều lạy tạ rồi lui ra. Thúc ông liền cho bảo thúc sinh thu xếp một căn nhà mới để ở riêng với Thúy Kiều. Chàng thúc vì y người nhà biết tới lại xin câu chuyện lôi thôi, nên chàng đã tìm một căn nhà rất kín đáo, tưởng chừng giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Thế mà ngờ đâu, cũng có con mắt tò mò dòm thấy, đem chuyện đi ngang về tắt đồn đại đến tai tiểu thư. Tiểu thư mỉm cười tự nhủ, ta cũng đương mong chàng chỉ giấu giếm, vì chàng thú thật cùng ta rằng đã trót lấy một con vợ bé, thì ta còn phải tôn trọng chi khí của đấng trượng phu và giữ thể diện cho mình. Ngày nay, chàng đã dối ta, ta sẽ tương kế tự kế, khiến cho chàng phải câm miệng không nói nên lời. Thử hỏi chàng có cách gì để vượt ra ngoài phạm vi mà ta đã ràng buộc. Chợt lại có kỳ gia nô tạo vị tân công về báo, tướng công ở xa đã cưới một cô vợ bé, tài sắc tuyệt trần. Tiểu thư nghe đoạn, chàng lời nói hết đã quát lên rằng, tên kia thật sự đáng tội chết, tướng công cứ thiết, lẽ nào lại chẳng nói trước với ta. Điều này chắc hẳn mới bị tướng công đánh đập, nên mới theo dịch ra chuyện thị phi, định chăm mồi lừa để làm ly gián nhiều vợ chồng ta, quả thật đáng ghét. Vậy ta hãy tạm trừng phạt mi, phải tự tay vả vào mồm 30 cái, nghe. Bắt tên gia nô tự vả xong rồi, tiểu thư vẫn còn chưa hạ cơn giận, quét mắng thêm rằng, tên này tớ khốn kia, quả thật, đuôi dài khó vậy, nó chăm ngòi lửa đốt thì ai không đáng kể. Đằng này nó lại phản bội chủ nhà, thử hỏi tha thứ sao được. Vậy thì từ đây về sau, nếu có kẻ nào còn phao tin nữa, sẽ bắt bị ngay 4 cái răng cửa, nghe chưa? Bọn gia nhân nghe thấy tiểu thư hạ lệnh như thế, chẳng còn một đứa nào dám hé răng. Bỗng một hôm, có một mụ vú họ Lý, nhân lúc nói chuyện, bảo tiểu thư rằng, câu chuyện tướng công mới lấy vợ bé, dễ thường có thật. Tiểu thư ung dung trả lời, tôi với chàng thúc tin nhau đến cả 10 phần, nếu chàng có lấy vợ thiếp, quyết chẳng khi nào lại giấu giếm tôi. Nhưng mà câu chuyện mời rồi, vũ thấy tự ai nói đó. Vũ đáp, chính tên thúc xô vừa mới ở Lâm Tri về, nó đã cho tôi biết như thế. Tiểu thư rằng, tưởng ai, chữ tên này tớ khốn nạn này, trước kia nó đã đánh vợ cái chuông ngọc, cái chuông ấy là một vật của tướng công nhà ta quý báu nhất, nên mới tức giận đánh máy roi. Nó biển để tâm oán hận, tạo nên câu chuyện vợ bé để kích động tôi, khiến tôi trở thành người vợ bất hiền và hủy bán ông chủ của nó là người bạc hạnh, để ghét biết bao. Rồi tiểu thư sai tên thúc đi bắt thúc xô. Thúc xô vừa tới nơi, tiểu thư quát bảo gia nhân, gớm chưa, kẻ đặt điều nói xấu ông chủ chính là tên này. Vậy chúng mày đâu, hãy vâng lời ta, bị ngay 4 cái răng cửa của nó, nghe. Bọn gia nhân theo lệnh, lập tức đi lấy kìm và búa sắt. Nói rồi, trói ghì tay chân thúc xô lại để cùng hạ thủ. Thúc xô chỉ kịp la lớn một tiếng rồi bị chết ngất hồi lâu. Đến khi tỉnh lại, thì 4 cái răng cửa đã bị rơi ra khỏi hàm. Từ đấy về sau, không như đứa nào dám bị răng đến chuyện vợ bí vợ thiếp gì nữa. Ở quê nhà họ Thúc, câu chuyện vợ bí bẵng đi đến hơn 1 năm, không còn nhắc nhở đến nữa. Riêng phần chàng thúc ở bên Lâm Tri vẫn thường áy náy, sai người tâm phúc về quê thăm dò, tình không nghe ngóng được chút tâm hơi nào, vội sang báo cáo. Thúc sinh cảm mừng bảo Thúy Kiều rằng, chúng mình ăn ở với nhau đã hơn 1 năm, thế mà tôi sai người về quê khám thính, cô cả vẫn không hay biết gì, nàng thử coi tôi giấu có khiếu không. Kiều đáp,
Người đời thường nói, nhân hành thảo động, điệu phi mau lẹt. Người thì đi cỏ rung động, chim thì bay, lông thì rơi xuống. Thế mà ở Lâm Tri này, việc đã náo động đến cửu quan phủ, thiết tường cũng khó bảo rằng bên nhà không lọt đến một tiếng vang, hoặc giả bên trong ấy có điều chi đó. Thúc xin rằng, nàng nghĩ cũng đúng, nhưng tôi xét nhận thư tín đi về, tình không thấy một chữ nào tỏ ra biết về việc ấy, thì cũng không thể bảo là không đủ chắc bằng. Thủy Kiều đáp, đã đành như thế, nhưng mà rốt cục tiếp vẫn hoài nghi. Vậy nay chàng ở Lâm Tri, đã kể lâu ngày, tưởng nên thường lúc chị lớn chưa biết tâm hơi, nên về nhà thăm một chuyến, để nghe ngóng xem chị ấy có nhắc đến chuyện, thì phải kiếm cách điều đình cho khéo. Vì mà chị ấy không đa động đến, thì thôi. Hai nữa, chàng vẫn thường khen, chị lớn là người ít, rất ít nói cười, gặp lúc mừng, giận đến đâu cũng không lộ ra sắc mặt. Đối với con người cơ vô sâu sắc, lo tính xa xôi như thế, thiếp rất lấy làm e sợ. Vốn chi chàng là người sẵn tính trung hậu trầm tim, thì thiếp cũng sợ không phải địch thủ với người túc trí đa mưu ấy được. Thúc xin rằng, quả đúng như lời nàng đó, chỉ vì ta với chị ấy ân ái rất là tương đắc. Từ lúc kết tóc đến nay, chị ấy không hề thốt ra nửa lời trái ý, cho nên ta vẫn chị như cợt. Bởi vì đối với con người, có những cử chỉ trang nghiêm, việc làm lại không cẩu thả, khác nào như đứng trước một vị thần minh, cho nên không dám phóng túng. Sự thật, lâu nay ta muốn về quê để xem chị ấy có biết việc của chúng mình hay không. Chỉ tại cưới nàng chưa được bao lâu, cho nên không muốn cách biệt đó thôi. Thủy Kiều rằng, chàng làm thế nào cho chị ấy an lòng thì thiếp mới được an dạ. An lòng chị ấy, tức là an thân cho thiếp đó. Nếu không, nhân việc chưa tiết lộ mà đi điều đình, ngộ lỡ một mai công việc vỡ lỡ thì coi sao được. Bởi lẽ thiếp đã thấy chàng, tức là người của chàng, chỉ mong gia đình hòa hiệp, trên dưới bình an, ngày xuân của chúng ta sau đây còn dài lắm đó. Thúc xin rằng, có được như thế ta mới yên lòng ra đi. Giữa lúc ấy thì có tin cha gọi, thúc sinh vội theo người nhà đến chỗ phụ thân. Thúc ông dạy rằng, ngày nay, Phương Thị đã là vợ thiếp của con, tự nhiên ăn ở với nhau mãi mãi. Nhưng nay còn con bán gia thất đã lâu, cũng nên trở về thu xếp sao cho nhà cả nó được an tâm. Khỏi để người ngoài nghị luận rằng con tham quyến một bên, sẽ làm nết lòng bạch nhạc mẫu, khiến cho già này há miệng mắc khoai. Thúc sinh thương, thưa cha, mới rồi Vương Thị cũng đã khuyên con khiếp trở về thăm quê một chuyến xem sao. Bây giờ cha già cũng dạy bảo thế, vậy thì sáng mai con xin về Nam cũng tiện. Thúc ông mừng rỡ, sai người thu xếp hành trang cho chàng. Thúc sinh cáo lui ra, trở về thuật lại cho Thúy Kiều biết ý kiến như thế. Rồi ngay đêm ấy, nàng bèn sắm sửa mâm rượu để cùng thúc sinh tiễn hành. Nàng nói, Lan Quân ra về chuyến này, phải khiến thu xếp sao cho trong ấm ngoài êm, rồi sang đến sang năm cũng vào ngày này, mong chàng sẽ trở lại. Thúc sinh, tôi về chuyến này nhiều lắm là đến nửa năm, ít ra thì độ 3 tháng, sẽ trở lại đây, chứ không để nàng mỏi lòng trong đời. Thủy Kiều, chết chữ, chàng ở bên này đã hơn 1 năm, nay mới tính chuyện ra về, về nhà chỉ được nửa năm, 3 tháng, vội vã sang ngay, chị lớn sao thọ để tâm nghi ngờ. Hơi một chút nghi ngờ thì sẽ gây biết bao chuyện đó. Vậy chàng dẫu có nhớ nhung thiếp, nhưng ở bên nhà chưa quá một năm thì đừng tính chuyện ra đi đấy nhé. Thúc sinh nghẹn ngào đáp, thằng ôi, vừa mới trải qua một cơn sóng gió vô hạn, tạm được bình yên thì lại đến cái cuộc nhân duyên hữu hạn, vội phải xa nhau, dẫu rằng sắt đá cũng phải đứt gan nửa người. Thủy Kiều sụp sòi, xuôi nói, há rằng thiếp tôi chẳng muốn cùng chàng đoàn tụ lâu lâu, chỉ vì thời thế cấp bách, không thể hoãn được, nên mới buộc lòng thúc giục chàng phải lên đường, chứ thực sự thì lòng thiếp cũng tan nát đó. Nói xong, hai người nhìn nhau cùng khóc, rồi chàng bảo nàng, Khanh là người có sở trường về món thi ca, ngày nay nhân lúc vĩnh biệt, sao chẳng cùng nhau làm một bài thơ để làm kỷ niệm. Kiều rằng, xin chàng ngâm trước, thiếp sẽ theo. Thúc sinh đặt chén xuống thảo luôn hai bài thơ sau. Bài 1. Viễn biệt tình thương nghẹn, tạm đưa chén rượu thương, sắp về nơi cũ quận, dầu quốc nẻo tha hương, sông rộng buồn như cánh, ngự mờ, khói tỏa gian, đôi nơi ngàn dặm nhớ, mỏi mắt đoạn sầu trường.
Bài 2. Tuổi xanh ký thác việc đời, lòng riêng chăm chú chẳng ngoài cầm thơ. Vải sồi mặt vẫn nhẫn nhơ, tuổi thường rộng tuếch thế mà yên vui. Có khi hợp bạn đêm dài, ung dung dạo bước nghỉ ngơi bên đường. Dân thư sắm sửa hành trang, vượt qua ngàn dặm bước đường xa xôi, con thuyền nhỏ xíu ra khơi. Thúy Kiều xem xong hai bài thơ này, tình ý sâu xa chẳng kiếm bài Phố Quyết Ly của Giang Yên ngày trước. Vậy tiếp xin họ một bài cổ phong để tỏ bài ý chí. Khỉ coi vườn triệu không đúng lệ, muốn qua còn sợ lệ trong thương. Một sinh rượu lễ không đưa, ta đây biết trước chẳng như người nhà. Nước gian tả vốn là yếu ớt, kỷ nguyên thần nắm hết trong tay. Uyên minh thơ rượu tối ngày, công danh chẳng chút mảy may bằng lòng. Sinh giữ hội, tao phùng là thế, vàng châu công, vì nghĩa mong chi. Mạc trời bỗng chốc chuyển sinh, may ai lượng cũ vất đi cho mình. Chỉ thiệt nỗi lòng tiên sinh nào đó, danh thì lo lại khó bền lâu. Hy sinh đã tiếc rỉ đâu, cá to chân gấu muốn cầu cả đôi. Ngoài Bắc Địa có người đại dạy, khách Nam quan mong giải thoát tù. Xa xăm cảnh núi La Phù, thấy con hạch trắng bay vù về nơi. Kiều ngâm xong bài trên lại mỉm cười mà rằng, thơ ngắn tình dài không đủ tả hết ơn tri kỷ. Nói rồi bèn thêm 10 bài Kim Tịnh Hạ Tịch để cho tình ý được thêm thăng thích. Phiên Kim Tịch Thị Hà Tịch, Lan Quân Phú Nguyễn Du. Thiếp tại Gia Trùng Tần Ký Nhật, Vấn Quân Hà Nhật Thái Hồi Đầu. Dịch: đêm nay hỏi cái đêm gì, ngâm câu thượng lộ chàng đi lúc này. Phòng trong thiếp đếm từng ngày, hôm nào chàng trở lại đây hỡi chàng. 2. Đêm nay hỏi cái đêm gì, tình thương không cả biệt ly dễ dàng. Khúc ca lệ ứ đôi hàng, dương quang khuất nẹo tiệc chàng sớm mai. 3. Đêm nay hỏi cái đêm gì, vui khôn trước cảnh biệt ly lúc này. Vỏ câu bỗng chốc lại bay, giật mình bên gối hôn say mộng hồn. 4. Đêm nay hỏi cái đêm gì, sớm mai đã lại người thì một nơi. Phục quen mọi mắt phương trời, yêu mà chẳng thấy lệ rơi đầm đi. 5. Đêm nay hỏi cái đêm gì, trăng tròn vành vạnh người thì chia phôi. Nước non muôn dặm đôi nơi, người về chẳng biết vậy thời hôm nào. 6. Đêm nay hỏi cái đêm gì, nhìn nhau không biết nói chi lúc này. Tiền hồng nghi lọt từng mây, hầu như báo trước việc này chữ yên. 7. Đêm nay hỏi cái đêm gì, mà say quên bẵng sầu đi được nào. Người sầu mượn chén tiêu dao, riêng phần giả thiếp lựa vào sầu tuôn. Đêm nay hỏi cái đêm gì, vầng trăng lơ lửng và oán lì khó trông. Đêm rằng trăng khuyết trăng trong, cùng đi chàng lại thật không hẹn kỳ. 9. Đêm nay hỏi cái đêm gì, chiều chàng thiết phải một khi gượng cười. Sợ chàng tiêu tụy bởi ai, tiết công khó nhọc chàng ôi an lòng. 10. Kim Tịch Thị Hà Tịch, sinh ly cộng tử biệt. Tử biệt năng ký hội cử nguyên, sinh ly lưỡng địa duy đề huyết. 10. Đêm nay hỏi cái tên gì, cỡ sao từ biệt sinh ly cùng phiên. Thác còn thẹn dưới cửu tiên, sóng mà đôi ngã lệ huy máu hoa. Thúc sinh xem xong 10 bài thơ lại càng thương cảm, giọt vắt dần dài, cơ hồ tắt thở. Thủy Kiều cũng nghẹn không thốt nên lời, hồi lâu mới bảo chàng rằng, thôi xin Lan Quân đừng lên những thái độ nữ nhi. E nữa người ngoài trông thấy, họ lại bảo không có khí rường phu. Tục ngữ có câu, khi sắp lên đường phải kiên cự khóc thương. Vậy xin Lan Quân hãy nên hạn chế câu chuyện sầu bi một chút. Sao chàng không nhớ, khi rường phu dẫu có nước mắt cũng chẳng đuối vào trong lúc biệt ly cơ mà. Thúc sinh rằng, sao ta lại chẳng biết thế. Chỉ vì tình thương đến mức độ này thì mối tình nhi nữ sẽ dài, mà chỉ khi anh hùng tự nhiên giảm bớt đó.
Nay ta với nàng là hạng tài nhân thục nữ, phối tình đôn chung đức chính ở bọn mình, thì dẫu đi phô bày với cha mẹ hay người trong nước cũng chẳng hề gì. Thủy Kiều rằng, chàng nói câu đó đủ biết tấm lòng yêu thiếp đã quá sâu xa, thiếp đâu lại nở các đoạn chữ ái. Chỉ vì sớm mai chàng đã khởi hành lên đường sương gió mà đem tấm thân thương cảm để lặng nội, thiếp tôi e rằng sẽ không phải điều mình tự trân trọng lấy mình vậy. Rồi nàng lại rót thêm một chén rượu đầy trao cho thúc sinh và nói, xin chàng hãy kèn chén rượu này, rồi tiếp ngâm thêm bài thơ nữa để tăng khí sắc trong lúc lên đường. Thúc sinh đỡ lấy chén rượu, nhưng cổ họng hình như bị nghẹn, không nuốt trôi được. Nàng rằng, chén rượu tiễn biệt phải nên gượng nuốt để giải sầu bi. Rồi nàng ngâm một bài cổ thi tứ tuyệt như sau. Phiên: thiên lý bất vi viễn, nhất niên quy trị vị trì, đồng tại càng khôn nội, hà tư oán biệt ly. Dịch: một năm chẳng mấy chày, cùng trong một đất nước, xá hoạn tạm chia tay. Thủy Kiều ngâm xong, thúc sinh rằng, bài thơ này đâu có giải được mối sầu miệng của ta, trái lại, nó còn làm nhớ nhung nỗi oan ức vậy. Nói rồi, chàng cũng ngâm một bài. Thuyền nhẹ chèo hưu mái, trở lại thấy vô cùng. Năm mới vừa ngoảnh mặt, tuần sau sắp chín trung. Cửa nam ít khô héo, rừng bắc lại bệnh phong. Đâm thần mây đưa nổi, buổi sớm quẹt xuân phong. Qua rồi sao chẳng lại, nhân sự thủy có chung. An nhàn đợi lúc hết, bố tay chẳng bận lòng. Biến hóa từng qua hiểm, lồi lõm có còn không. Hiểm đã cao rồi nhỉ, khỏi lên ngọn hoa trung. Thúc sinh ngâm xong thì kêu buồn ngủ. Nàng rằng chỉ yên xuân sắc não nùng, ngủ không an giấc đó thôi. Chàng rằng đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, chính thị lúc này sao nỡ bỏ qua. Nàng rằng đã vậy, thiếp xin sửa soạn chăn đệm để chàng yên giấc. Xin rằng đêm nay cùng ngủ trong phòng trướng phù dung, ngày mai hiu quạnh biết làm thế nào. Nàng rằng nước chảy chưa khô, đời còn trị chán, sang năm lại theo lề cũ để bắt nhịp cầu sông ngân. Nói đoạn, hai người lên giường đi ngủ. Chính thật là lúc đạo lý đậm nồng, tình sâu ân ái, khó nổ đời nhau. Giấc mộng non vô mưa gió tràn trề, kéo mãi cho đến trống năm canh. Trời vừa tảng sáng, chàng thúc vội dậy, rửa mặt chải đầu chưa xong, thì mái ngoài phu si luôn thúc giục, không thể lưu luyến được nữa. Chàng chỉ thập ngừng nói thêm hai tiếng, bảo trọng, rồi gạt lệ bước ra. Nàng muốn tiễn ra khỏi cửa, bỗng thấy thúc ông và những người làm công cùng các bạn thân đến tiễn. Chàng vội vàng quay ra chào hỏi, nàng phải đứng lại phía sau tấm bình phong. Chàng trao hành lý cho xe ngựa, rồi mới quay lại bảo nàng, thôi ta đây đây, nàng nên bớt sự phiền não. Nàng cũng không đáp lại được một tiếng nào. Hai bên chỉ trả lời nhau bằng đôi hàng nước mắt mà thôi. Thúc sinh quay lại thái biệt phụ thân và chúng bạn rồi đi lên ngựa về hướng nam, tới Thổ Gia Đinh, đến sông Hoàng Hà, đã thuyền sang huyện Vô Tích, chỉ mất 6 ngày thì về đến nhà. Thúc sinh khi ở dưới đò bước lên, đi thẳng về nhà, trong lòng vẫn thấy hồi hộp, không biết việc này đã đến tay tiểu thư hay chưa, và ý kiến nàng ra sao. Nhưng khi vừa về tới cửa, thế tất phải vào, bọn gia nhân trông thấy vừa báo tiểu thư. Tiểu thư thất thả ra đón, ok, tướng công đã trở về. Xin rằng, cách biệt lâu quá, lâu nay, nay mới được về thăm. Tiểu thư hỏi, cửa hàng buôn bán có phát đạt không? Phụ thân gia gia vẫn mạnh giỏi chứ? Thúc sinh đáp, đại gia gia tinh thần mạnh mẽ gấp bội, cửa hàng có vị thịnh sự thịnh vượng hơn xưa. Vậy ở bên nhà nhạc phụ, nhạc mẫu có bình yên không? Tiểu thư rằng, đều mạnh giỏi cả. Các cụ có bảo định kiếm một người cho sang bên này hầu hạ thiếp, thế mà lâu lắm mới tìm dặn người vừa ý gửi sang. Rồi nàng hối hả, sai nhà bếp sửa soạn mâm rượu để cùng tướng công tẩy trần, đến lượt gia nhân, thị tỳ xếp hàng trước mặt cúi đầu chào hỏi, hoan hỷ tới lúc canh khuya mới giải tán. Quả thật đêm đi xa mới về nó còn gặp ấm hơn đơn lòng phòng năm trước, kể sao cho xiết ái ân. Về phần chàng thúc, ban đầu vẫn sợ tiểu thư đã rõ câu chuyện, nhưng khi nhận xét những câu đối đáp vừa rồi thì lại cho rằng nàng vẫn chưa biết mảy may. Hơn nữa, tiểu thư không
Tiểu thư Tịnh không đã đồng đến một lời nào, tỉ đâu chàng nói toạc ra, chi bằng nàng không biết thì ta cứ việc bưng đít, chứ ai có thảo mà mình lại xưng để mua lấy việc. Sau chàng lại nghĩ, Thủy Kiều hiện khi ta về đến nhà thì phải nói rõ ngay câu chuyện ấy, nếu để chậm rãi một hôm chàng mới nói thật là mất tiền. Nhưng chàng suy đi tính lại, một mình mới bước chân về giữa nhà lúc gia đình hoan hỷ thế kia, bỗng dưng mình đem chuyện ấy ra kể rõ sự tình, ngộ nhỡ tiểu thư biến đổi thái độ, la hét ầm sầm, còn có thể diễn gì nữa, chỉ bằng mình hãy ngủ qua một đêm để sáng hôm sau nghe ngóng bọn thủ hạ, nếu chúng đã biết mong manh về chuyện đó, bây giờ mình sẽ tự giảng cũng chẳng muộn nào. Bởi thế nên chàng cứ lặng thinh, không nhắc đến nữa. Hồi các tháng quen, các ông hãy coi sau này biết bao nhiêu việc, chỉ vì thiếu mất một câu nào đó, cho nên việc gì ở trong thiên hạ, lúc còn giảng dạy thì phải nói ngay, nếu mình bỏ lỡ, cơ hội nó sẽ trôi mất, sau này dù muốn giảng dạy cũng chẳng cứu lại được nào. Sáng sau, thúc sinh mở cuộc thăm dò từ trên đến dưới, khắp bọn thủ hạ gia nhân, Tịnh không nghe được mảy may nào cả. Riêng có một lão bộc thư với chàng rằng, nửa năm về trước, nghe có phao đồn việc này, nhưng bà chủ không tin. Kế đến lúc anh thúc xô ở Lâm Tri về, tô giác sự tình đầu đuôi câu chuyện, bà chủ nghe xong, đùng đùng nổi giận, quát mắng tên này thớ kia sao dám cả gan ly gián chủ nhà. Tội này không thể tha thứ, lập tức sai biển ngay 4 cái răng cửa. Thế rồi từ đó đến nay, chẳng có một ai dám nhắc đến việc này nữa. Bà chủ vẫn thấy vui vẻ nói cười không hay biết gì về chuyện đó. Vậy sau ngày thường tướng công viết thư về nhà, lại không đề cập đến chuyện ấy, chữ như ngày nay để quá rồi, vậy bằng tướng công nói ra chỉ làm cho bà chủ tức khí mà thôi. Xin rằng, nếu thật bà đã không biết thì ta hãy cứ triệt để mục đích là hơn. Lão bộc rằng, hiện nay câu chuyện thị phi đã im bặt rồi, còn ai dám rỉ răng bàn tán. Huống chi đôi nơi cách nhau đến mấy ngàn dặm thì việc giấu giếm cũng chẳng khó gì. Chàng thúc bèn quyết định không đề cập đến chuyện ấy nữa. Sang mấy hôm, chàng sang thăm bên ngoại thì nhạc phụ đã trở về kinh đô. Nhạc mẫu ở nhà tỏ vẻ 10 phần hoan hỷ, bởi tiệc khoản đãi an toàn. Trong lúc nói chuyện không hề có một câu nào dính líu đến việc vợ lẽ cả. Sau khi từ biệt ra về, chàng đã khắp khởi mừng thầm. Công việc mình làm thật là cẩn mật, khiến cho bên nội bên ngoại không hay biết tí gì. Bỗng nhiên có một đêm, tiểu thư nói với chàng rằng, ví thử tôi không biết suy xét thì bọn tiểu nhân là ly gián rồi đó. Bởi vì trước đây, thúc số có lẽ đã thấy tướng công gọi ca nhi hầu rượu, cho nên khi về đây nó mới phao tin rằng chàng lấy vợ vé. Nhưng theo ý kiến của thiếp, thì đó cũng là việc tốt chứ có ngang phạm gì đâu mà chàng lại không bảo cho thiếp biết. Hơn nữa là vợ chồng mình vốn đã tin nhau, để nào lại tự tiện đi làm cái việc giấu đầu hở đuôi như thế, nên thiếp sai người bị ngay 4 cái răng cửa của nó. Từ đấy câu chuyện mới im, rồi sao thiếp ra hỏi kỹ, nó mới thúc thực rằng, trong tiệc đại khách, tướng công có gọi ca nhi hầu rượu, thì nó tưởng là chàng cứu vợ bé. Đó, chàng thử coi, một tên này tới khốn nạn như vậy, thì có đáng ghét đáng giận hay không? Thúc sinh nghe hoàng thư nói mấy câu đúng vào bệnh của mình, thì bất giác đỏ mặt tía tay, bất hẳn bình tĩnh, nhưng cũng miệng cưỡng phân trần. Việc ấy tôi đã hiểu rõ, khỏi cần nhắc đi nhắc lại thêm phiền, sự thật cô ấy có thế tiện nên gọi mấy ả ca nhi hầu rượu thì có, chứ còn việc lấy vợ lẽ, sao tôi chẳng bàn với hiền thê. Tiểu thư rằng, thiếp cũng tin như thế, hà tất phải áy náy mà tỏ vẻ bất an. Thúc sinh bị tiểu thư đánh thêm một đòn sau cùng, lại càng khiến cho chàng không thể thú nhận nữa, nhưng chỗ ấy ông vợ chồng lại càng thêm khăng khít. Chỉ hiềm một nỗi, đối với Thủy Kiều, chàng vẫn còn thanh cánh một bên. Mặc dù cho ngày tháng năm thôi đưa, ở lại quê nhà bỗng chốc lại một năm rồi đó, chàng bèn nói với tiểu thư rằng, tôi xa cách thân phụ đã hơn một năm, nay muốn sang đó thăm người, rồi sẽ trở về làm lễ đại tương, song tan thân mẫu, để kịp sắm sửa ngày ra ứng thí đại tràng an. Tiểu thư rằng, dẫu chàng không nói thì tiếp phải dục chàng thu xếp sang ngay, bởi vì thân phụ tuổi này đã cao, một mình ở đất khách, chàng được đương lúc tan chế, đáng lẽ phải sang giúp đỡ cho người quản lý mọi việc buôn bán ở trong cửa tiệm. Thế thì hôm nào chàng định khởi hành? Đáp, ngày kia là ngày tốt nhất, tôi định lên đường.
tiểu thư bèn sang gia nhân chuẩn bị thuyền buôn để kịp ngày mai tấn công ra Bắc. Thúc Sinh vội vàng mái biệt Nhạc Mẫu, khi về đã thấy tiểu thư chỉnh đốn tiệc rượu tiến hành. Rồi ngày thứ ba thì chàng từ biệt tiểu thư xuống thuyền nổi nheo nhục. Sáng hôm sau, Thúc Sinh vội sang bái biệt Nhạc Mẫu, khi về đã thấy tiểu thư chỉnh đốn tiệc rượu tiến hành. Rồi ngày thứ ba thì chàng từ biệt tiểu thư xuống thuyền nhổ neo đi thẳng. Hoàng thư sau khi tiễn chồng ra khỏi cửa ngoài, nàng cũng lập tức lên cựu về nhà mẹ đẻ, trình cho mẹ biết đầu đuôi câu chuyện và nói: khi chồng con chưa ra đi, con đã định bắt thị tỳ ấy về để chàng tức khí, nhưng lại e rằng mắc phải tiếng xấu ghen tuông và sợ làm mất hòa khí trong chỗ vợ chồng, nên phải giả vờ không biết để gì về câu chuyện đó. Ngày nay chàng đã đi khỏi, cô muốn định một cái sách bắt nàng về đây, chàng ép vào đám con hầu. Rồi sao? Mẹ bảo cho thị sang bên ấy để hầu hạ con, đợi khi chàng thúc trở về, ở cùng trong với một gia đình, nhìn mặt nhau không dám nhận, muốn hỏi mà không thốt ra lời, để nhổ cái đinh trước mắt mà không bị mắc tiếng nữ bình chương, và kỹ ngu xuẩn để làm cái việc thọ chết cáo thương thì đành phải chịu cái khổ của bọn hầu gái tớ, thế mới hạ dạ này. Hoàng phu nhân rằng, sau khi chàng thúc chưa ra khỏi cửa, chính là dịp tốt để dùng thế trên, con lại bỏ lỡ, nay chàng đi rồi, thì hành sao được. Tiểu thư, thưa mẹ, việc này con đã trụ tính kỹ càng, bởi Lâm Tri thuộc vùng đại Hải Đại. Nếu cứ ven bể mà đi, thì cùng vạn phản chưa hết 10 ngày, tức là chàng thúc chưa đến nửa đường thì việc của con đã thi hành xong tất cả. Về con sẵn có hai đứa gia nô tên gọi Hoàng Ân Hoàng Khuyển, chúng là dân trên mặt bể rất am về đường hải đạo. Con trao kế hoạch cho chúng, chúng có theo đó thi hành, tất nhiên sẽ bắt được nàng. Chưa biết kế sách của Hoàng Thư sẽ ra sao, thì hãy đợi hồi sau phân giải. 11. Thúc Sinh về thăm Hoàng Thư. Kiếp thuyền sắm sửa lễ công, kiều hoa cất gió đuốc hồng bụi sao, bảy hè cổ suý xôn xao, song song đưa tới trướng đào sánh đôi. Hương vị hạnh, trọng vì tài, thúc ông thôi cũng dịp lời phong ba. Huệ lan sụt nức một nhà, từng lời cay đắng lại mặn mà hơn xưa. Mãn vui rượu sớm cờ trương, đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh. Trướng hồ vắng vị đêm thanh, y tình nàng mới bày tình riêng chung. Phận bồ từ viện chữ tông, đổi thay nhạc yến đã hồng đầy niên. Tin nhà ngày một vắng tin, mặn tình kết lũy nhạc tình tao khang. Nghĩ tình thật cũng nên dường, tâm hơi ai kỹ dự dàng cho ta. Trộm nghi kỹ lớn trong nhà, ở vào khu phép nói ra mối giường. Y thay những dạ phi thường, dễ dò bốn bể khôn lường đáy sông. Mà ta suốt một năm ròng, thế nào cũng chẳng giấu sông được nào. Bảy chày chưa rõ tiêu hao, hoặc là trong có làm sao chăng là. Xin chàng kiếp liệu lo lại nhà, trước người điệp ý sau ta biết tình. Đêm ngày giữ mực giấu quanh, rày lòng mai nữa như hình chưa thông. Nghe lời khuyên nhủ thông dong, đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang. Rạng ra gửi đến xuân đường, thúc ông cũng dục chàng, thúc ông cũng vội dục chàng lên gia. Tiễn đưa một chén quan hà, xuân đình hắc đã đổi ra cao đình. Sông tầng một dải xanh xanh, lo thoi bờ liễu mái cành như quen. Cầm tay dài thở ngắn than, chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. Nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Dễ lòa im thắm trôn kim, làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng. Đôi ta chút nghĩ đều bồng, đến nhà trước liệu nói sầm cho mình. Dù khi sóng gió bất bình, lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi. Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, lại mang những việc tày trời về sau. Thương nhau xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chiến đưa nhớ bữa hôm nay, chiến xin mừng đợi ngày rày năm sau. Người lên ngựa, kỹ chi đào, rừng phong thu đã nhúm màu quang sang. Dặm hồng bụi cú chinh an, trong người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về chiếc bóng năm canh, kỹ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai sĩ làm đôi, nữ in gói chiếc, nữ soi dặm đường. Kể chi những nỗi dọc đường,
buồn trong này nội chủ trương ở nhà, cũng dòng họ Hoạn danh gia, con nhà lại bộ tên là Hoạn Thư, duyên đằng thuận niệu gió đưa, cùng chàng kết tóc si tơ những ngày. Ở ăn thì nết cũng hay, nói điều ràng buộc thì tay cũng già, từ nghe vườn mới thêm hoa, miệng người đã lắm tin nhà thì không, lự tâm càng dập càng nồng, trách người đi bạc la ra lòng trăng hoa, vị bằng thủ thật cùng ta, cũng dung kỹ dưới mới là thượng trên, dạy gì chẳng giữ lấy nền, hay gì mà rước tiếng ghen vào mình, lại còn bưng bít giống anh, làm chi những thói trẻ ranh nực cười, tính bằng cách mặt khuất lời, dẫu ta cũng điều bà dẫu cho, lo gì quyệt ấy mà lo, khiến trong miệng chén có bò đi đâu, làm cho nhìn chẳng được nhau, làm cho đầy rõ cất đầu chẳng lên, làm cho trông thấy nhẹt tiền, cho người thăm vé bán thuyền biết tay, nỗi lòng kính chẳng ai hay, ngoài tai để mặt gió bay miếng ngoài, tuần sau bọn thấy hai người, mắt tin ấy cũng liệu bài tăng công, tiểu thư nổi giận đùng đùng, gớm tay thư dệt ra lòng, trêu ngươi. Chồng tao nào phải như ai, điều này hẳn miệng những người thị phi, vội vàng xuống lệnh ra tay, đứa thì vả miệng, đứa thì bị răng, trong ngoài kín mít như bưng, nào ai còn dám nói năng một lời, buồn đào khi sớm thảnh hơi, đào vào một mực nói cười như không, đêm ngày lòng những dặn lòng, sinh đà về đến đầu hồng xuống yên. Lời tan hợp, nỗi hàng duyên, chữ tình càng mạnh, chữ duyên càng nồng, tẩy trần vua chiến không dông, nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra, chàng về xem ý tứ nhà, sự tình cũng rất lân la giải bày, mấy phiên cười nói tình say, tóc tơ bất động mảy may sự tình, nghĩ đà bung kính miệng mình, nào ai có khảo mà mình lại xưng, những là y ấp chùng dằn, bước dây sợ nữ động rừng lại thôi. Có khi vui chuyện mua cười, tiểu thư lại dở những lời đau đau, rằng trong lá ngọc đã thâu, mười phần ta đã tin nhau cả mười, khiến cho những miệng nhông dài, bướm ông lại đặt những lời nọ kia, thiếp dù cũng chẳng hay suy, đã dơ bụng nghĩ lại bi miệng cười, thấy lời cũng thỉnh như chơi, thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn, những là cười phấn cực so, điện khuy chung móng trăng tròn sánh vai, thủ quê thuần vượt tiếng bùi, diễn vàng đã rụng một vài lá ngô. Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ, một màu quan tái bốn mùa gió trăng, tình riêng chưa dám rỉ răng, tiểu thư trước đã liệu chừng rủ hoa. Cách năm mây bạc xa xa, lâm tri cũng phải tính mà thần hôn, được lời như cởi tức son, bỏ câu thẳng rủi nước non quê người, lòng lành đáy nước in trời, thành say khói biết phơi non, non phơi bóng vàng. Rồi câu vừa giống dặm trường, sẽ hương nàng cũng thuận đường quy ninh, thư nhà khuyên hết mọi tình, nội chàng ở bạc nỗi mình chịu điên, nghĩ rằng ngứa nghĩ hờn ghen, xấu chàng mà có ai khiên chi mình, vậy nên ngoảnh mặt làm thinh, bơ cao vốn đã lấp ranh những ngày, làm tri đường bộ tháng chay, mà đường hải đạo sang ngay thì gần, dọn thuyền lựa mặt gia nhân, hãy đem dây xích buộc chân nàng về, làm cho mệt cho mê, làm cho đau đớn ê chề cho coi, rước cho bỏ ghét những người, sao cho để một trò cười về sau. Phụ nhân khiên trước rất màu, chiều con mới dậy mặt dầu ra tay. Như vậy vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu hết phần Thúc Sinh về nhà thăm Hoạn Thư và phần Hoạn Thư bày kế để bắt Thúy Kiều. Chẳng biết sau đó số phận Thúy Kiều sẽ ra sao, nàng có rơi vào tay của Hoạn Thư hay không, và phải chịu những hậu quả như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ở phần sau.